Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại để đèn dưới cái thùng, nhưng đặt đèn trên đế cao để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cha chủ tế và thưa ông bà anh chị em, nhanh quá, 3 ngày đã sắp hết rồi. Cũng giống như cuộc đời của chúng ta, tưởng nó kéo dài nhưng mà cũng mau lắm. 35 năm trước con còn đứng ở cái bục cũ, không phải bục đẹp như thế này, để điều khiển cộng đoàn hát đáp ca Chủ nhật. Lúc đó con còn mạnh khỏe, xông xáo. Bây giờ thì đã rất là yếu, không biết Chúa gọi về lúc nào. Chúng ta không mong cái chết nó đến sớm, nhưng mà chúng ta chuẩn bị cho việc ra đi của chúng ta. Nếu chúng ta chuẩn bị thì sẽ không còn sợ chết nữa. Và khi nào Chúa đến, Chúa gọi là ta đã sẵn sàng ra đi, cầm đèn sáng trên tay, cả một loạt bài phụng vụ trong thánh lễ hôm nay. Bài đọc thứ nhất, rồi bài đáp ca. Bài đọc thứ nhất là tiên tri Isaiah, bài đáp ca là Thánh Vịnh 111. Rồi đến bài tin mừng. Con chọn bài tin mừng là chọn cho chủ đề tĩnh tâm, mà không ngờ nó trùng vào ngày hôm nay. Đọc một cái nó tương ứng với nhau. Anh em là ánh sáng cho trần gian. Chủ đề ánh sáng toàn bộ trong thánh lễ hôm nay. Con xin cha sở cho con một ngọn đèn để ở đây, để con cũng có ánh sáng của Chúa. Không có nói chuyện linh tinh, nhưng mà nói chuyện ánh sáng của Chúa. Ánh sáng này là cho con, rồi con mới lại phục vụ ánh sáng cho ông bà anh chị em. Rồi lát nữa chúng ta sẽ cử hành một cái nó gọi là nghi thức ánh sáng. Nó giống như đêm phục sinh. Phục sinh là đại lễ của ánh sáng. Nhưng mà để chuẩn bị cho đại lễ ánh sáng phục sinh ấy, thì có một cái đại lễ ánh sáng Giáng sinh là chúng ta sắp đón này. Bài đọc thứ nhất giống như là bài tin mừng của ngày hôm qua. Hãy chia đồ ăn cho người đói, tiếp nhận vào nhà ngươi kẻ bất hạnh không nhà. Nếu gặp một người trần truồng thì hãy cho mạo mặc đồ. Như thế ánh sáng của các ngươi sẽ tỏ rạng như hừng đông. Các vết thương của ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng. Đây là một lời hứa. Thân xác chúng ta, tâm hồn chúng ta nhiều vết thương lắm, mà chữa thuốc này thuốc kia tạm tạm vậy thôi. Chỉ có chữa bằng ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng thiêng liêng rọi vào làm lành vết thương. Công lý của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Và như thế khi ngươi gọi thì Chúa trả lời ngay. Ngươi la lên, Chúa bảo: Ơ này ta đây nè. Tuyệt vời không? Ngôn sứ Isaiah đó. Còn Thánh Vịnh đáp ca, Thánh Vịnh 111. Trong u tối người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. Người đấy là Thiên Chúa đó, người nhân hậu từ bi và công chính. Phúc đức cho ai biết xót thương và cho vay mượn. Hay cái chỗ là cho vay mà không đòi nó trả lại, thì thôi nói đại là cho luôn. Cho vay rồi cứ mong mong nó trả, mà nó trả không được thì lại tức.
ánh sáng của ngươi sẽ xuất hiện từ trong u tối, và ngươi sẽ được cả đời, ngươi sẽ không bị nao núng, ngươi sẽ đứng vững trước những tin tức buồn thảm, lòng ngươi sẽ vững vàng mà cậy trông vào Chúa. Đó là bài đáp ca. Bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói rõ luôn, không phải là ánh sáng của Thiên Chúa nữa. Đương nhiên cái nguồn ánh sáng là của từ Chúa, nhưng mà đến phiên chúng ta cũng phải là ánh sáng. Chúa nói rõ ràng luôn, chính anh em là ánh sáng cho trần gian, chính từ người các anh chị ngồi đây là ánh sáng, chứ không phải chỉ có nhiệm vụ của ông cha bà sơ như chúng tôi mới là nguồn ánh sáng, mới là ánh sáng cho người khác đâu. Mà từ đứa bé cho đến người già, từ người nằm liệt bệnh nằm ở trong nhà, cho đến con người còn đang buôn bán, còn đang làm việc, còn đang phục vụ, thì tất cả phải trở thành ánh sáng, ánh sáng cho trần gian. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu ánh sáng, không thể thiếu các loại đèn. Đi xe thì phải có đèn đằng trước, pha đèn cốt, đèn đằng sau. Không có đèn là công an nó phạt ngay. Tại sao lại phạt? Là bởi vì nếu không có đèn thì người ta không nhìn thấy mình, và mình không nhìn thấy người ta, tai nạn sẽ xảy ra. Dù là ban ngày vẫn phải có cái đèn đằng sau để cho nhấp thắng một cái là đèn sau nó đỏ liền, là cái người chạy xe đằng sau họ biết. Cả cái đèn bên hông xe đó, gọi là đèn nháy, đèn nhái đó. Không có cái đèn đó thì đi ngang qua ngã tư, cái xe bên chiều bên kia nó có thể tông vào mình giữa ban đêm. Đường phố nào cũng vậy, cứ 6 giờ trời chiều một cái là đèn bật sáng để cho người ta nhìn thấy đường mà đi. Trong nhà ngoài hiên buổi tối là phải bật đèn, đèn để con cái học hành, để ăn uống, để làm việc, để đề phòng ăn trộm. Ăn trộm của chúng ta phải hiểu được là có những thứ ma quỷ nó rình rập á, sự dữ, sự xấu, sự đen tối nó rình rập, thành ra phải có đèn thiêng liêng bật sáng. Đến nỗi mà chúng ta đi ngủ á, mà nó cũng phải có cái đèn ngủ, cái đèn mờ mờ nhỏ nhỏ thôi, bật lên ở trong phòng. Chúng ta mà đi rạp hát tối thui như vậy á, nhưng mà vẫn luôn luôn có những ngọn đèn, mà đèn nó đèn sắt dưới bậc thềm, để người ta đi mà không vấp ngã, để người ta có thể vào chỗ của người ta được. Đùng một cái cúp điện. Bây giờ thì anh chị em chúng ta ít bị cúp điện rồi, chứ cái hồi sau năm 75, năm 10 năm trời liền, chúng ta rất dễ bị cúp điện. Một tuần 6-7 ngày thì cúp điện 3-4 ngày. Xếp hàng ra ngoài đường mệt cỡ nào cũng phải lo mà xếp hàng để mua dầu hôi về mà châm mua đèn. Trong gia đình giao ba con, giao cho con cái nhiệm vụ là chăm sóc các cái cây đèn, lau cái thông phong, châm dầu, kéo bấc đầy đủ. Ba con còn dạy con đi qua nhà thờ Francisco da Cao xin mấy cái nến mà người ta thắp ở hang đá Đức Mẹ mà nó chảy ra rồi cạy từng mảng mảng đem về bẻ ra nấu. Ba con chỉ cho con cách làm đèn cầy. Mình làm đèn cầy thì nó xấu, nó đen thui, nó không được đẹp, tại vì nấu lại mà. Nhưng mà những ngọn đèn đó thắp lên giúp cho sinh hoạt của gia đình đỡ tốn tiền. Rồi lại có những cái loại đèn chuyên dụng ở trong cuộc sống. Anh chị em không ngờ là cái đèn của phòng phẫu thuật, phòng mổ của các bác sĩ, có một dàn đèn nằm ở trên, cái người bệnh nằm ở dưới này, ở trên này có một dàn đèn. Cái đèn đó nó được đặt tên là đèn không hắt bóng. Như cái đèn này của ta thì làm cái gì thì nó cũng sẽ hắt cái bóng xuống. Và nếu mà mổ mà tay đang thế này mà đèn nó chiếu xuống cái tay nó hắt cái bóng tối thui là biết gì mà mổ. Nên họ phải chế một cái đèn mà cái đèn này nó phá cái bóng kia, cái đèn kia lại phá cái bóng của cái đèn này. Nên thắp lên một cái là không còn bóng nữa. Dù là tay đang làm việc, đang mổ thì không có bóng. Đó mới mổ cho người ta chính xác được. Lại có những cái đèn ở ngoài phi trường, đài kiểm soát không lưu, đèn hướng dẫn cho máy bay đáp xuống hoặc máy bay bay lên. Máy bay thì đương nhiên cũng có những cái đèn ở cánh, ở bụng máy bay, để mà máy bay khác nó tránh. Nên có những loại đèn chuyên dụng như vậy. Rồi có những loại đèn của xe cứu thương, của xe cứu hỏa.
nó hú, nó vừa kêu, nó vừa bật, nó màu đỏ rực rỡ, nó cảnh báo cho mọi người phải dạt đường ra để cho xe cứu thương, xe cứu hỏa chạy, xe cảnh sát chạy. Và một cái đèn quan trọng vô cùng nằm ở cửa biển, gọi là hải đăng. Đăng là đèn, hải là biển, đèn biển. Nó mạnh lắm, mà thật ra cái đèn đó, con đã lên đến ngọn hải đăng ở Vũng Tàu, nó chỉ, cái bóng đèn nó chỉ bằng chừng này, cái bóng đèn nó chỉ bằng chai dưa hấu. Nhưng mà nó có một cái hệ thống của kính để nó phản quang, nó làm cho cái đèn đó nhìn xa tới 10-15 cây số. Và cái đèn đó nó quay đều, làm cho những con tàu đi đằng xa biết là mình sẽ tới cửa biển và sẽ đi như thế nào, mà không có bị mắc cạn, không có đâm vào những cái tàu khác. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, sơ sơ giới thiệu sơ cái đèn vật chất đã quan trọng như thế trong cuộc sống, huống chi còn có cái đèn tinh thần, cái đèn tình cảm, cái đèn lương tâm, cái đèn đức tin, cái đèn thiêng liêng. Loại đèn đó không thấy. Nếu một con người không biết là cái người ấy còn đèn không hay tắt mất rồi, người ấy đang sống ở trong ánh sáng hay là sống trong bóng tối, không biết được. Nhưng mà nhìn cái hành động, nhìn cái phán đoán, nhìn thấy cái quyết định của người đó thì biết là người đó có ánh sáng hay không. Cái đèn lương tâm, cái đèn thiêng liêng. Người ta gọi những người mù chữ, người ta người không biết đọc, biết viết là người mù chữ. Mù tức là mở mắt mà không thấy đường. Người xấu, người tốt thì được ví là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cũng là đèn về tinh thần. Còn kẻ nào mà liều lĩnh ngoan cố thì người ta gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Ô tô nó chạy trước mà mình lại còn là chạy trước cái ô tô, nó cái ô tô nó tông mình ra chết không biết. Rồi ở trong lớp mà học bét, con còn nhớ năm lớp 5, đáng nhẽ con lên lớp 6 mà con đi nhập học trễ, đổi trường một cái, họ đánh rớt con xuống một lớp, đáng nhẽ vô lớp 6 còn có lớp 5. Mà tháng đầu nó khủng hoảng quá, học kém quá. Lớp con 56 người, con đứng hạng 45. Về đến nhà bố con lắc đầu, không nỡ đánh đòn, bảo mày lại cầm đèn đỏ rồi. Không hiểu tại sao lại cầm đỏ. Thì người ta dùng cái anh mà bét học dở nhất. Tháng sau con lên được hạng 13, tháng sau nữa con lên hạng 3, rồi con lên hạng nhất, được cái học giỏi. À, thế là rốt bét lớp thì người ta gọi là cầm đèn đỏ. Không chịu sống đàng hoàng thì người ta gọi cái thằng này là lương tâm nó bị cúp điện. Thằng này nó bị đứt dây thần kinh tử tế. Có dây thần kinh mắc cỡ nữa, tức là cái thằng này nó không biết nhục, gọi là thằng này đứt dây thần kinh mắc cỡ. Nhưng mà nào mà tệ hại quá là tôi gọi thằng này đứt dây thần kinh tử tế. Chúa Giêsu ví như ai sống theo tin mừng, được hướng dẫn bởi ánh sáng chân lý, thì không khác gì ngọn đèn tỏa sáng đặt trên đế cao. Ánh sáng tỏa lan ra cho mọi người trong nhà, mọi người chung quanh có thể nhờ cái ánh sáng đó mà biết lành dữ, tốt xấu, phải trái, phân biệt được lành dữ, tốt xấu, phải trái để mà cư xử tốt đẹp với nhau. Xét về mặt vật lý, con nghỉ học lâu rồi, thành ra con không phải là giỏi về kỹ thuật, mà con nhớ mang máng là vật lý nó nói là tại sao cái đèn này chúng ta sáng được. Thưa, bản chất của ánh sáng là những cái hạt, gọi là hạt photon. Nó di chuyển rất là nhanh, đến nỗi mà nó ma sát vào với nhau, nó ma sát vào cái không khí ở chung quanh và nó làm bật ánh sáng lên. Cái đèn này ngày xưa ta vẫn quen gọi là đèn neon, thật ra không phải neon, là cái khí neon. Đèn này xenon, thôi kệ nó gọi tên sao cũng được. Nhưng mà bản chất của nó đó, nó có hai cái cực của hai cái đèn như thế này. Thì từ cái cực này mà hạt đó nó bắn đi, cho điện vào một cái nó bắn cái hạt đó đi, nó bay từ đầu này nó sang bay đầu kia, nó trở lại, nó đi rồi nó trở lại. 1 giây 50 lần, người ta gọi nó là đèn 50 hạt. 50 hạt là một đơn vị vật lý. Nó di chuyển nhanh lắm. Và khi nó nhanh như vậy, nó sẽ phát ra năng lượng, nó phát ra sức nóng và cho ta có ánh sáng. Vậy bản chất của ánh sáng không phải là một cái gì bất động, nhưng mà là một cái gì đó di chuyển, nó di chuyển rất nhanh và nó
tích chứa ở trong nó một cái năng lượng rất là lớn, đến mức mà ta rờ vào bóng đèn nó nóng, nhất là bóng đèn dây tóc nó nóng lắm. Vậy là đèn phải sử dụng đến tốc độ, có một năng lượng, một sức mạnh ghê gớm, đến mức nó xé tung màn đêm, nó đẩy lui bóng tối tức khắc. Đang tối này bật đèn một cái, đèn sáng lên là bóng tối bị đẩy lui, đem lại cho con người sự an toàn, cho con người cảm nhận một sự bình an. Và từ đó người ta có thể làm được bao nhiêu là việc quan trọng, hữu ích, thiết thực. Ngài phát minh ra cái đèn pin rất là lợi hại. Hồi còn bé sợ lắm, từ nhà trên mà đi xuống đi toilet ở dưới cái nhà cuối đó, phải đi ngang qua một cái sân nó tối lắm. Mấy thằng bé như con là sợ ma. Nên bố bảo không sao đâu con, ba cho con mượn cái đèn pin nhỏ nhỏ, rồi đi đến đâu bật cái đèn pin đến đó. Từ hồi có cái đèn pin mình không sợ ma nữa. Hóa là sợ bóng, sợ vía thôi, làm quái gì mà có ma. Quỷ thì có. Ta mà không có một thứ đèn pin của tâm hồn, của đức tin mạnh, thì bóng tối của ma quỷ sẽ tràn mày vây. Ta nhớ lại khởi đầu tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã được giới thiệu như thế này: điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi vào trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng. Nó có thể tấn công mình, nhưng nó không thể dám nào mà dám tấn công Chúa. Nên an toàn nhất ta cứ bám chặt vào Chúa. Nếu như Chúa Giêsu là ánh sáng đem lại sự sống, thì chính chúng ta đang sống nhờ cái nguồn ánh sáng đó, người là nguồn sự sống của Chúa. Ta mà tự ý tách mình ra khỏi Chúa Giêsu thì y như cái đèn này tắt đi một cái, tắt công tắc hoặc rút dây điện ra một cái là phụt một cái bóng tối tràn ngập. Ta tách mình ra khỏi Chúa, không còn ánh sáng nữa, đời ta hoàn toàn tối thui, buồn ơi là buồn. Cái hồi con còn làm thầy ở trong học viện dòng Chúa Cứu Thế, các cha giáo dạy cho chúng con một cái câu tiếng Latin. Anh chị em nghe chơi cho vui thôi, bây giờ chẳng có ai dùng Latin nữa. Nhưng mà ví dụ như là cha Sở với con là các linh mục là phải học tiếng Latin. Cái câu này đó là Sequela Christi. Sequela là đi theo, mà theo sát sẵn sạt. Christi là Chúa Giêsu Kitô. Sequela Christi là theo sát, phải bám sát vào Chúa Giêsu, không còn một kẽ hở nào giữa Chúa và mình. Đời tu là phải bám chặt vào, bám sát vào. Rồi có một hôm cách đây khoảng chừng 15 năm, có một cái đoàn giáo dân tông đồ người Philippines, nó đi du lịch sang Việt Nam, đi một đoàn vậy đó, đi hành hương. Rồi cái họ mới đến nhà thờ Kỳ Đồng chúng con, họ xin giao lưu với anh chị em giáo dựng. Thế là con với cha Phụng đại diện bên Việt Nam tiếp đón họ. Sinh hoạt vui lắm, nhảy múa, hát, cầu nguyện. Thì có mấy người họ ngồi gần cha Phụng với con, thì họ mới nói thế này. Họ nói là bây giờ đó, các ông vẫn còn đang hạnh phúc lắm. Tụi tôi đã từng được hạnh phúc như các ông, nhưng mà bây giờ chúng tôi đã mất dần dần. Mình nghe lạ quá, hỏi làm sao. Họ nói tiếng Anh. Hỏi làm sao vậy? Thì họ bảo là hồi xưa tụi tôi nghèo giống như các ông bây giờ, đi toàn xe Honda không? Là một gia đình, ông chồng chở bà vợ ngồi sau, bà vợ đang có bầu. Trước ông chồng chạy thì có một đứa con ngồi trước, sau lưng ông chồng chèn một đứa nữa vào ngồi, tới bà vợ đang có bầu chèn thêm một đứa đu đằng sau nữa, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một cái xe Honda 6 người, và người này dính vào mấy người kia. Cái đứa bé đằng trước áp cái lưng sát vào trong bụng bố, bố lại áp cái lưng vào sát cái bụng thằng đằng sau, thằng đằng sau lại áp cái lưng vào sát bụng bầu của mẹ nó. Rồi sau lưng mẹ nó bụng bầu thì lại còn thêm một đứa nữa lớn lớn ngồi kèm đằng sau cái bọc ba ga. 6 mạng con người nằm dính một cục vậy với nhau này. Và người này người kia bám vào người cướp rất là chặt. Xe chạy ngoài đường ngon lành. Một gia đình không giàu cũng không đến nỗi nghèo, ngồi với nhau được, sát với nhau được. Thế rồi bây giờ chúng tôi khá hơn các ông rồi, Philippines nó phát triển nhanh hơn chúng ta. Philippines, thế là bây giờ chúng tôi đã giàu lên rồi, chúng tôi không còn đi xe gắn máy nữa,
chúng tôi đi xe hơi. Xe hơi thì sướng lắm, ông chồng ngồi lái xe, bà vợ ngồi bên cạnh, cách cũng phải là 2-3 tấc, đằng sau đứa con, cách một cái lưng ghế bên cạnh. Cái xe mà nó có đông lắm thì chở 5-6 người là hết cỡ, không được chở hơn. Nó chật lắm thì chỉ có chạm vai vào nhau thôi. Làm gì mà còn hít được cái mùi mồ hôi của người đằng trước, làm gì mà còn ôm eo ếch, ôm cứng vào người đằng trước và cảm nhận được cái lưng của mình áp vào cái bụng của người đằng sau. Ở đó mấy em thanh niên hay chở con đi thăm các máy ấm, con ngồi đằng sau, bụng con nó cũng hơi to, con đau bụng, con sức dầu trong bụng của con á, mấy lớp áo á. Vậy mà chở thằng bé nó chở con đi, một lúc sau con nó nói bố sức dầu phải không, bây giờ cái lưng con nó bắt đầu nóng lên rồi, tức là hơi dầu nó truyền qua mấy lớp áo của cái bụng mình, truyền sang cái lưng của người khác. Vậy chứng tỏ là hai bên đã áp sát vào nhau. Họ bảo, người Philippines bảo, bây giờ chúng tôi đã giàu hơn lên rồi, chúng tôi đi xe hơi rồi, nhưng mà tình nghĩa chúng tôi phai nhạt đi rất nhiều. Nên các ông còn đang nghèo, các ông còn đi xe Honda thì thương nhau đi. Vợ chồng con cái ép dính lại nhau một cục như vậy, hạnh phúc lắm. Rồi đến một ngày các ông sẽ giàu lên và mua xe hơi. Quả thật bây giờ chúng ta bắt đầu thành phố chúng ta mua xe hơi nhiều hơn rồi. Nếu ai mà còn đi xe gắn máy mà chở đùm chở đề như vậy đó, thì phải nhớ chúng ta giống ở cái chỗ ép sát của mình vào cuộc đời của Chúa. Chúa ép sát vào cuộc đời của mình, ôm lấy Chúa cứng, ôm cứng lấy Chúa. Ngẫm nghĩ thấy đời sống của chúng ta bây giờ giàu lên nhiều, sung sướng hơn nhiều, nhưng lại có quá nhiều thứ tiện nghi vật chất hưởng thụ, cám dỗ đã xen vào giữa chúng ta với nhau, và giữa chúng ta với Chúa, và giữa chúng ta với người khác. Dần dần ta mất Chúa, mất nhau, lúc nào không biết, xa nhau, từ từ không hờ. Gia đình mà chúng ta mà khá lên nữa là xây một cái nhà to, là mỗi người được một phòng, con cái lớn lên mỗi đứa được một phòng, và lúc đó bố mẹ sẽ không nhìn thấy con, vợ chồng cũng còn nhìn thấy nhau. Sáng sớm ra đi rồi buổi tối về nhà ai cũng chùa trong phòng, có mỗi người có tivi riêng, có cái điện thoại riêng. Giàu có vật chất mà làm gì nếu như tất cả những thứ đó nó sẽ làm cho ta mất nhau. Vậy thì mùa vọng này, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, có thể được định nghĩa mùa vọng là mùa giúp chúng ta nhích lại gần Chúa và nhích lại gần nhau. Nhích lại gần Chúa thì để cho sự sống và sự sáng của Chúa tỏa ra đến chúng ta, tràn vào lòng ta, tràn vào trong gia đình của ta. Dòng gia đình nhà ta cúp điện lâu rồi mà không biết, đèn vẫn sáng, vẫn rực rỡ, làm máng cỏ đèn nhấp nháy Trung Quốc vẫn tưng bừng, nhưng mà trong thì tối thui. Trong hội nhóm của ta, trong ban bệ, trong hội sứ, hội đồng giáo xứ của chúng ta, trong xã hội của chúng ta, khu xóm của chúng ta nhỏ nhỏ vậy đó, mà cả cái đất nước quê hương của chúng ta có khi đang mất dần ánh sáng của tình thương. Nếu mà chúng ta nhích lại gần Chúa và nhích lại gần nhau, đầu tiên phải nhích lại gần Chúa. Còn nghe cha sở nói là chúng ta sắp sửa ngày mai là sẽ có xưng tội rước lễ, có xưng tội lãnh nhận bí tích hòa giải. Lãnh nhận bí tích hòa giải là để ấn nút bật đèn, ánh sáng bật lên và chiếu vào lòng ta, từ trong nó hắt ra khuôn mặt. Cái người mà có ánh sáng từ bên trong mà chiếu đó, cái mặt đỡ cau có khó chịu, đỡ bị táo bón khinh niên. Còn không thì cứ giả vờ cười vậy thôi, cười cười nói vậy thôi, mà bên trong thì rầu thúi ruột. Tiếng Việt Nam mình hay thôi, rầu mà rầu thúi ruột, rầu mà đến mỗi cái ruột ta nó thúi lắm. Còn nếu mà có ánh sáng của Chúa từ bên trong thì chúng ta sẽ sáng rực rỡ. Có một câu chuyện còn thấy nó hay quá, còn chép lại nguyên văn đọc anh chị em nghe hay hơn là kể. Một buổi tối nọ, cái ông ấy, ông là một người công giáo, một diễn giả nổi tiếng, ông tên là John Keller. Ông ta được mời thuyết trình, mà thuyết trình không phải như con đang ngồi nói chuyện với ông bà anh chị em là mấy trăm người đâu, mà ở trong một cái vận động trường khoảng gần 100.000 người ở Los Angeles, bên Mỹ. Thế ông ta đã đến để diễn thuyết nói chuyện.
Đang diễn thuyết thì ông ta dừng lại và hỏi: xin các bạn đừng giật mình hoảng sợ, tôi sắp sửa xin ban tổ chức cho tắt tất cả các đèn ở trong cái sân vận động này, vận động có mái che. Các bạn đừng có giật mình nhé, đang đèn sáng rực rỡ thì tôi sẽ xin ban tổ chức tắt tất cả các ngọn đèn. Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp: bây giờ tôi sẽ đốt lên duy nhất một que diêm. Vậy nếu những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm mà tôi đốt trên tay đây thì hãy kêu lên là tôi đã thấy. Ông ta bật một que diêm lên. Hàng trăm ngàn người nhìn vào và thấy ánh sáng bật lên. Tất cả mọi người hô vang: tôi đã thấy. Trên trời hàng trăm ngàn người, cả một cái vận động trường lớn như vậy mà chỉ có một que diêm. Sau đó đèn lại được bật sáng trở lại. Ông John Keller giải thích là ánh sáng của một hành động nhân ái chỉ nhỏ như một que diêm vẫn có đủ sức chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại chúng ta. Xin lặp lại, với hành động nhân ái, nó chỉ như một que diêm được bật sáng lên, nhưng nó có khả năng chiếu sáng vào trong đêm tăm tối của xã hội, của nhân loại chúng ta. Và bây giờ thì một lần nữa tất cả đèn ở trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: hỡi tất cả những ai có mang theo trong người của mình một cái hộp quẹt, xin mỗi người hãy đốt cháy cái hộp quẹt, bật hộp quẹt lên và đốt cháy một que diêm của chính mình. Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng, hàng trăm ngàn con người lấy cái bật lửa ra bật sáng. Ông John Keller kết luận: tất cả chúng ta mà hợp lực cùng nhau thì có thể chiến thắng bóng tối, chiến thắng sự dữ, chiến thắng oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tin mừng Chúa Giêsu, của tình thương và của lòng tốt chúng ta. Tối hôm nay con có xin với cha xứ chúng ta cũng tắt đèn. Bây giờ đó thì con hướng dẫn khoan tắt đèn, nhưng mà con hướng dẫn cái cách làm của chúng ta. Đây chúng con có một ngọn đèn sáng để sẵn. Ông chánh đang được sẵn rồi đó. Nến mà ông lồng đèn nó được phát cho anh chị em. Bây giờ anh chị em cũng bình tĩnh, vì con đã báo trước rồi mà. Đèn trong nhà thờ sẽ tắt hết, đèn ở ngoài sân cũng tắt hết, đèn ở trên bàn thờ chỉ còn mỗi cái đèn rọi vào nhà tạm, đèn dầu. Tất cả những đèn này tắt hết. Khi đã tắt hết rồi, chúng ta cảm nhận được bóng tối. Bây giờ đang sáng, đang đẹp, đang vui, bỗng nhiên bóng tối nó tắt đi. Ta vẫn còn vui bởi vì ta biết rằng chắc chắn chỉ là tạm thời tắt đi thôi, còn đèn sẽ lại được thắp sáng. Mà đèn ở đây vẫn chỉ còn là đèn vật chất. Có một cái ngọn đèn sâu xa từ Chúa, từ mầu nhiệm Giáng sinh, sẽ bật sáng lên ở trong lòng của mình, trong gia đình của mình. Nên dẫu thế giới này, dẫu xã hội này mà bị cúp điện, thì vẫn có nguồn sáng của Chúa rọi sáng trong đời ta. Hội thánh vẫn là một bó đuốc, hội thánh vẫn còn là ngọn hải đăng để tỏa sáng đến cho tất cả chúng ta. Khi đó con sẽ mời anh chị em, những người ngồi gần, một vài người thôi, tiến lên có cái nến ở trên cung thánh. Anh chị em thắp ngọn nến đó, đừng có đổ ùn ùn lên ngã chết. Cứ bình tĩnh, 5-6 ngọn nến được thắp sáng mang về chỗ của mình, bắt đầu truyền cho người khác. Cái đó mới dễ thương đó. Mỗi người lấy đèn, lấy ánh sáng của mình thắp từ ánh sáng Chúa Giêsu trên bàn thờ trở về chỗ của mình, thắp cho người bên cạnh. Nên các quạt tắt hết để nó khỏi bị tắt mất đèn đó. Và anh chị em nhớ chúng ta có cái lồng giấy. Cha sở là bỏ tiền ra mua nến và lồng giấy, là để chúng ta đừng có nhỏ cái nến xuống nền nhà. Cẩn thận không có nghịch. Nghịch thì nến nó sẽ nhiễu xuống nền nhà, là mấy ông, mấy bà là phải đi cạo, tội nghiệp. Chuẩn bị lễ Giáng sinh phải cọ rửa. Làm sao ta giữ ngọn nến trên tay thật sáng, cứ thế lan tỏa ra. Và con đã dặn ca đoàn hát lên lúc đó. Ca đoàn cũng từ từ sẽ thắp nến.
và sẽ hát thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Cứ hát đi hát lại nhiều tiểu khúc, lặp đi lặp lại, cho đến khi toàn bộ nhà thờ rực sáng. Con sẽ xin phép dâng một lời cầu nguyện để kết thúc 3 ngày tĩnh tâm, để lấy cái ánh sáng đó, giữ cái ánh sáng đó, mang ở trong hồng lòng của mình mà đi về nhà trong những ngày còn lại của mùa vọng. Để đúng lễ Giáng sinh thì chúng ta đã có sẵn ánh sáng trong lòng, chúng ta dễ dàng đón lấy Chúa Giêsu sinh ra trong cái máng cỏ là gia đình mình, là chính cuộc đời của mình. Amen. Tim giao vang rộn ràng đi tới, niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mù giăng lối, như hôn mê tâm hồn con quá xa tình người, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để hơn thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn nơi, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con say mê tin trao vang rộn ràng đi tới, niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Khởi đầu tin mừng theo Thánh Gioan. Điều đã được tạo thành ở nơi Chúa Giêsu là sự sống, và sự sống là ánh sáng chiếu soi cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ánh sáng đã chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Lạy Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng cho chúng con. Cuộc sống của chúng con có quá nhiều bế tắc, căng thẳng, mệt mỏi, tuyệt vọng, bất an. Chúng con như thể là những con người đang sống ở trong bóng tối. Chúng con mầy mò, loay hoay, xoay trở mọi việc. Nhưng mà càng như thế chúng con càng rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Chúng con đang tắt hết tất cả ngọn đèn trong nhà thờ và thắp lên ánh sáng của chúng con
từ ngọn nến, từ ngọn lửa của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Xin cho chúng con ý thức được rằng chúng con sống là nhờ Chúa. Chúng con cần Chúa vô cùng. Dù chúng con có kiếm được tiền, dù chúng con có được đủ mọi thứ ở trần gian, nhưng nếu như chúng con không có Chúa, cuộc đời của chúng con vẫn bế tắc và tăm tối. Hôm nay tin mừng Chúa bảo chúng con là ánh sáng cho trần gian. Vậy chúng con xin thắp ánh sáng của đời mình từ ánh sáng là nguồn của Chúa, để mỗi một người chúng con, già trẻ lớn bé, mỗi người sẽ tỏa sáng. Và chúng con ở trong khu xóm, chúng con ở nơi làm việc, chúng con ở bất cứ hiện diện nơi đâu, chúng con đang là ánh sáng của chính Chúa để chiếu tỏa vào trong cuộc đời. Cho những người sống chung quanh chúng con chưa biết Chúa, chưa có được ánh sáng, cũng sẽ được bừng sáng lên với chúng con. Xin Chúa cho chúng con những ngày lễ Giáng sinh, mùa Giáng sinh đã sắp đến gần. Xin cho chúng con ý thức được bóng tối vẫn còn tồn tại trong lòng chúng con, trong gia đình chúng con, trong khu xóm của chúng con. Khi ý thức được như vậy, chúng ta xin với Chúa, để Chúa xin thắp sáng lên trong đời của chúng con. Xin cho chúng con đến phiên mình lại tỏa sáng và thắp sáng cho người khác, để cuộc sống của chúng con bớt dần bóng tối mà thêm dần ánh sáng, để cho nhiều người biết Chúa, để cho nhiều người biết cư xử dễ thương, tử tế với nhau. Cuộc sống của chúng con sẽ thoát dần dần bóng tối của hận thù, của ghen ghét, của đố kỵ, bóng tối của sự nghi ngờ, của sự xét đoán. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp sáng chúng con. Chúng con sẽ hát lại điệp khúc của Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, xin giơ cao. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, đưa ngang đưa trái, để con hôn hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.